lưới gắn nó theo mé sâm á, À. rồi bé cũng ở nằm ở đó, rồi vô tình đi vô thăm lưới gắn coi có dính gắn không, rồi ba em gặp, rồi ba mới chạy về kêu em, rồi em ảnh về hát hết trơn á. Có một hộp sữa nữa, hộp sữa nhưng mà nó không có dựng đứng lên, nó ngã cho nên là nó mới đổ chút xuống mình nó ngang gì nè, cái phiến cắn cắn lủng lỗ chứ, cắn lúc đó nửa thân mình gì nè, cắn hết chỗ này nè, cũng dài xuống. À, là khổ quá. Dạ Quỳ Hồ xin chào cô bác. Quỳ Hồ đang đứng thì nó cũng cách không xa so với cửa khẩu ở ngay tại Campuchia. Sở dĩ vì sao Quỳ Hồ lại nói như vậy? Hôm nay Quỳ Hồ muốn giới thiệu cô bác anh chị một cái câu chuyện khá là lạ. Một cô bé Campuchia bị bỏ rơi ở tận biên giới và em được nuôi dưỡng và lớn lên ngay tại Việt Nam. Một cái câu chuyện lương duyên giữa mẹ và con. Rất là lạ đúng không cô bác anh chị? Và để tìm hiểu cái câu chuyện về bé Bảo Ấn, đã 6 năm trôi qua rồi, người ta vẫn thường nhắc cái câu chuyện một cô bé Campuchia bị bỏ rơi trong đêm. Mời cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ cũng như là anh trao niềm vui vào bên trong ha. Đây là chị ha. Dạ, anh chào anh. Dạ, chị ơi, em nghe nói là ngày hôm nay mình đi bán vé số. Dạ. Thì mỗi một ngày mình bán là bao nhiêu tờ hả chị ha? Có bữa em bán được 200, có bữa em bán 200 mấy nữa. Dạ, thông tin với cô bác anh chị, sở dĩ Bùi Hồ và anh trao niềm vui có mặt ở tại đây á là phải hẹn chị vì chị phải đi bán vé số từ sáng đến chiều để nuôi hai người con của mình. Dạ. Ngồi phía trước mặt của cô bác anh chị là bé Bảo Ấn, chị còn một đứa bé gái nữa đúng không? Dạ. Cũng lớn hơn bé Bảo Ấn. Dạ, dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi, tên gì hả chị ha? Dạ, em tên Tiền, em 38 tuổi. 38 tuổi, anh với chị là có mấy người con? Có hai người con. Hai người con. Bảo Ấn ơi, hôm nay là các chú đến thăm gia đình của con, hỏi câu chuyện là chị đóng phim chơi thôi ha. Chị dạ. Ngày xưa thì có nghĩa là hỏi chị đóng phim chơi thôi chứ không có thiệt, con hiểu không? Con bây giờ con giới thiệu về mình trước tí xíu đây cho các chú biết đi. Con tên Phan Thị Phụ Ánh, bữa nay con 6 tuổi, con thương chị con tại vì chị con bị bệnh. Ừ, năm nay là con 6 tuổi rồi. Chị con tên gì? À, Phan Thị Thanh Vi. Bảo Ấn là học lớp mầm, lớp chòi, lớp lá. Con học lớp mầm non. Con học lớp mầm non. Trường của con có xa lắm không? Dạ không. Rồi cô của con tên gì? Dạ, con tên cô Hà. Cô Hà. À, chú thấy là trên cái cổ của con có đeo cái gì kìa? Cộng. Không gì á? Con đeo Phật. Con đeo Phật. Vì sao con phải đeo đó ta? Để cho chị con mau hết bệnh. Ờ, sao không để cho chị đeo mà con đeo? Con quy y Phật. Vậy con có pháp danh chưa? Chưa. Chưa. Nhưng mà con thương, con thấy thích Phật đúng không? Con thường niệm Phật. Vậy có biết cái câu nào của Phật không? Đâu đọc cho chú nghe thử xem với. Con làm thầy chùa lên núi tụng kinh cái bụng kim này. Cái đó là không phải rồi. Con thường ngủ thì trước khi ngủ con được làm gì? Trước khi ngủ con niệm Phật, con ngủ, con chúc Phật ngủ ngon. Con niệm, con chúc Phật ngủ ngon hả? Trời. Rồi con niệm Phật sao? Rồi con chúc Phật ngủ ngon. Rồi con ngủ ngon không? Con có thấy rằng là mình niệm Phật mình ngủ ngon hơn không? À, chú nghe nói là con đi, con hỏi mấy cô hàng xóm ở đây á, là nói con là con gơ cái con khóc hả Ấn? Này sao mấy cô hỏi sao con nói cho chú nghe mấy. Con lậm, lậm là sao chú không hiểu? Lậm là lậm con. Lậm ở đâu? Lậm ở gốc chuối hay gốc tre gì đó. Phải không? Lậm gốc chuối, gốc tre gì đâu sao mà đẹp gái với ai mà bổ gơ mà lượm vậy? Rồi rồi mấy cô nói vậy rồi con nói sao? Dạ con nói là mẹ con sinh con ra. Mẹ con sinh con ra nên có họ giống ba của con á, hiểu không? Nên hai chị em là có tên giống giống nhau, hiểu chưa? Ừ, nên con không có phải bị lượm đâu. Mà mẹ con do cha với mẹ con sinh ra. Ngày hôm nay các chú á là đến đây chủ yếu là quay phim mẹ chơi thôi. Con hiểu không? Nên con không có buồn nha. Hứa chú không? Chị Bảo Ấn thì chị có thể kể lại cái câu chuyện mà ngày xưa á chị. Dạ. Cái câu chuyện này trong phim thôi nha. Dạ. Dạ, chị kể cho em nghe với.
Tại vì hồi lúc trước là em ở trên Vịnh Bà chánh, em chưa có về để ở. Cửa khẩu Vịnh Bà. Dạ. Dạ. Rồi ba em đi đặt lưới gắn á. Cái ba em vô đồng gặp cái ánh nè. Nằm trong đó đó. Rồi ba mà nằm đó. Lúc đó là ở trên bờ hay là ở dưới? Ở trong cái bụi lùm nhỏ. Trong bụi lùm nhỏ hả? Dạ. Rồi ba em thấy cái ba em chạy về, tại vì có mình ba em chạy xe đâu có ẩm được. À. Rồi ba mới chạy về kêu em. À. Rồi em mới chạy với ba em đi. Rồi ba em kêu vô ẩm đi, về đi, thấy nó tội quá. Mà lúc đó có quấn xà gông hay gì không vậy? Có. Có một cái miếng điểm nhỏ nhỏ với một miếng xà gông để quấn nó nè. Từ cửa khẩu Vinh Bà đó cách chỗ bé xa không? Nhà của em bà dưới khu cư, chạy lên ngay chân chỗ nó trong khoảng 1 cây số. 1 cây số? Dạ. Vì sao mình phát hiện được ba bé em, ở chỗ đó? Ba em đi thăm lứa gắn chắc chiều, có 5 giờ chiều á. Ba em đi thăm. Dạ. Chị là ông ngoại. Dạ. Ông ngoại đi thăm lứa gắn lúc 5 giờ chiều. Dạ. Rồi ba gặp, rồi ba mới chạy về kêu em, chứ ba ẩm ra đâu có được, tại vì ba chạy xe á. Từ cái chỗ mà đặt lưới gắn á, cho đến cái chỗ nhặt bé thì sao không á? Chỗ sát bên là ba em đi đặt lưới gắn nó theo mấy sông á. Rồi bé cũng ở nằm ở đó. Rồi vô tình đi vô thăm lưới gắn rồi coi có dính gắn không, rồi ba em gặp. Rồi ba mới chạy về kêu em, rồi em ẩm về. Lúc mà chị chưa ẩm bé là có bị kiến đeo không? Có kiến cắn nát hết trơn á. Có một hộp sữa nữa, hộp sữa nhưng mà nó không có dựng đứng lên, nó ngã. Nó ngã cho nên nó mới đổ chút xuống mình nó ngang vậy nè. Cái kiến cắn lủng lỗ hết trơn. Cắn nửa thằng mình vậy nè, cắn hết chỗ này nè, cũng dài xuống. Lúc đó thì bé bao nhiêu ký? Có 800 gram à. 800 gram thôi. Dạ. Rồi em ẩm về, em sợ như là có gì không, em cũng kêu công an lại. Sợ người ta nói mình bắt cóc này nọ rồi đó. Rồi em kêu công an, rồi xong rồi người ta nói thôi lụm mày nuôi luôn đi. Rồi quá trời nhỏ, không biết nuôi sống không nữa. Rồi cho nên em mới đi hấp điện nó, nhưng mà bác sĩ nói là không, nó bình thường, nó không có sao hết trơn á. Lợm chị nói là lúc 5 giờ chiều hả? Dạ. 5 giờ chiều thì đối với bé chỉ có 800 gram thôi. Dạ. Thì việc nuôi nấng bé thì như thế nào? Em nuôi cũng bình thường, rồi em ở xóm á, người cho sữa, người cho đồ, người giúp em mớ mớ gì đó, rồi em nuôi nó, rồi người ta cho sữa, rồi em quậy, em đổ vô, em lấy muỗng hộp dịch á, em đổ từ từ vô, chứ nó nhỏ xíu rồi, nó đâu có bình nút được đâu, nút bình không được. Bây giờ là ba của chị còn không? Còn, ba em trên Vịnh Bà chứ. Vẫn đang còn làm đặt lưới gắn ở Vịnh Bà? Có, đặt lưới gắn rồi đi bắt ổ ong đồ á. Như lại đi thăm gắn nữa mẹ. Như lại còn có dính rồi. Cái cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị ẵm bé lên? Em thấy tội. Em thấy tội nghiệp á, cho nên là ẵm rồi. Nhà em có một đứa bệnh nữa. Nó bệnh, nói chung là bệnh cũng ngặt nghèo. Rồi cho nên cảm thấy nuôi cũng không nổi nữa. Nhưng mà thấy bỏ rồi cũng tội nữa, không ai nuôi tại vì nó ghê lắm. Vậy là bé nằm ở bên kia của Campuchia chứ không phải của Việt Nam đúng không? Bên Việt Nam, giáp ranh với Việt Nam. Nhưng mà nằm ở Campuchia, nằm ở vùng? Không, nằm ở Việt Nam nằm ở... Còn bên sông là bên Campuchia, còn mình ở bên đây. Ý là người ta muốn đẩy bên đây cho nhiều người thấy hơn. Còn bên Campuchia thì ít hơn đúng không? Ít người hơn. Nhưng mà cái xác định được là có thể bé là gốc Campuchia. Nhưng tóc nó quắn giỡn giỡn với nó đen gì làm tôi nhìn cũng nó tựa tựa vậy. Cô bác anh chị nhìn thấy cái gương mặt của bé thì thấy nó chân mày đậm nè, rồi đẹp gái lắm. Lông mày dài. Vì sao chị đặt tên bé là Bảo Hấn? Tại vì em ẵm vô chùa á, em sợ. Em sợ nó chết á, em nuôi không được á. Rồi con em bệnh vậy đó. Rồi của ông thầy ở trong chùa á, đặt tên cho bé. Đặt tên cho bé là Bảo Hấn. Bảo Hấn đó là trong chùa nói là cái tên của vị Phật nào á. Những ngày đầu thì việc đem một đứa bé về nuôi thì gia đình của mình không có kinh tế, không có nhiều nữa. Thì có gì khó khăn không? Dạ có. Với phần con em bệnh vậy đó. Rồi bệnh tốn tiền nhiều lắm luôn á. Rồi vợ chồng em mắc nợ mắc nặng nữa. Rồi nuôi nó về, nó đem nó về nó. Nhưng mà nhưng cái tấm lòng của em á, không có bỏ nó được á. Tại vì thấy tội, người ta đã bỏ rồi, rồi em lụm về, em bỏ nữa, rồi nó sẽ ra sao? Rồi việc, không bỏ. Việc mình nuôi một đứa bé, con của mình bị bệnh rồi. Dạ. Thêm một đứa bé nữa thì phản ứng của chồng như thế nào?
Chồng em cũng hiền, chồng em nói thôi đi, lỡ lẫm mà nuôi luôn đi, chứ bỏ làm gì, vợ chồng cùng làm cùng nuôi. Cho nên hai chồng gán mặn để nuôi hai đứa. Bao lâu thì bé mới phát triển về thể chất giống như các đứa trẻ khác? Nó cũng bình thường anh, nó một mới lụm thì nó có 800 gram, cái một tháng cái nó lên được 1,1-1,2 vậy đó, nó lên, nhưng mà uống sữa bò thôi, nhưng mà nó lên vậy đó. Uống sữa bò thôi? Dạ, sữa. Không có tiền mua sữa hộp uống? Dạ, lúc đó em khổ lắm, không có tiền, em chưa đi bán số nữa. Năm mình làm nghề bán trà đường nè. Lúc đó là chị bao nhiêu tuổi? Em 35 tuổi. 35 năm nay? Không phải, mới có 32. Ừ, 32 tuổi rồi. Đem một đứa bé về nuôi không phải là chuyện nhỏ. Và đặc biệt là đứa bé, cái thể trạng nó không giống như những đứa bé khác nữa. Thì không biết thì trong đêm bé có khóc hay là cự quậy gì, có đôi khi mình thấy mình nản không, mình muốn cho một người nào đó không? Em cũng không biết nó sao mà em thương nó vậy á, thấy nó tội em thương, cho nên là cái mà nó khó khăn với em này nọ đó, nó không bằng cái em thương nó. Dạ hả? Dạ. Thì lỡ rồi, nó còn hơn con ruột em nữa. Em nghe nói là lúc đầu là chị sợ mình không có đủ kinh tế để mình nuôi bé, thì mình dự định là cho cắt. Có ý định như vậy khác luôn. Dạ. Nhưng mà không có đành lòng. Nhặt bé lên á. Dạ. Nghe chị nói là có quấn cái sợi gông hả? Dạ. Bé có quấn sợi gông? Dạ. Với lại một hộp sữa. Với hộp sữa Vitamil, hộp sữa nhỏ vậy nè. Theo chị thì cũng đã từng sinh em bé, thì chị có thể đoán được là người ta bỏ bé mới đó thôi hay là chị đã 1-2 ngày rồi? Mới bỏ thôi, tại vì cái gúng của nó còn máu không à. Cái gúng còn máu không hả? Dạ. Ở trời ơi, cái này là một cái lương duyên trời định chứ không phải là một cái chuyện gì đó nó ngẫu nhiên đâu. Dạ. Nên thành nữ là lương duyên mẹ con, thành nữ là chắc cũng nhiều đời nhiều kiếp lắm nên mới như vậy đó. Cho nên là nó không có quậy phá, nó không có bệnh hoạn như con người ta, nó cũng đỡ chút rồi, nó khôn. Nó nói chuyện á, để cho mình á, mình vui á, chứ không có bực tức như con ruột của mình á. Nó khôn lắm, nó biết nói chuyện. Xin chị mong rằng là nuôi sau này bé lớn lên sẽ đền đáp mình không, hay là nuôi đến đâu thì hay đến đó? Nuôi đến đâu hay đến đó, vì sau này nữa nó lớn rồi nó nuôi mình thì mình nhờ, còn nó không nuôi mình thôi. Và cũng đều làm phước. Bảo Ấn ơi, thấy mẹ nuôi mình có cực không? Có. Cực sao, nó kể cho các chú nghe với. Từ nhỏ mẹ con nuôi con, mẹ con lúc con từng muốn nước sữa để con uống. Ừ. Chứ lại con mới có 4 tuổi là chú đã tới. Chưa gì? Con mới lúc mà con 4 tuổi chú quay phim tới. Con cũng để cho ba mẹ nói chuyện. Để cho ba mẹ nói chuyện con với lại chị Kha. Rồi con ngồi với ba. Với lại là con thương chị. Con sợ chị bệnh. Với lại chị bệnh mà chị còn làm nước thuốc con lụm lên cho chị uống nữa. Sao mà nhỏ xíu mà sao biết mẹ mình đút từng muỗng sữa rồi từng muỗng cơm ta? Mình nhỏ xíu sao mình biết được? Con biết ạ. Con biết hả? Rồi bây giờ con làm được cái việc gì phụ ba với mẹ nè? Có vài lần thì con dịp được chê vô để làm chống nhà, để cho ba mẹ làm phiền. Có người dẹp đồ chơi phụ để thôi, sợ làm phiền công sức của ba mẹ đúng không? Rồi chú thấy là mẹ đi bán vé số ngoài đường cực khổ lắm. Rồi bé Bảo Ấn có cảm nhận được mẹ đi nắng đi mưa cực khổ không? Dạ có. Cảm nhận sao, nói cho chú nghe với coi. Tại vì mẹ con đi ngoài nắng, mẹ con còn hay đợi nắng nhiều để không bị cháy da. Mà mẹ con còn hãy đợi nó. Mẹ con bén từng ở chỗ xa. Như là mẹ con mà còn ở nhà, mẹ con nuôi con. Mình thấy mẹ đi làm về rồi mẹ phải nấu cơm nữa. Có khi nào mình muốn mẹ chỉ con nấu cơm để con nấu phụ mẹ không? Có. Có mấy lần con vô gạ cho chị nấu cơm.
do gạo cho chị nấu cơm. Mà nhỏ xíu vậy cái nồi cơm nó bự quá rồi sao? Không có bự lắm hả? Rồi Bảo Ánh có dự định là sau này lớn mình lên mình làm gì để cho ba mẹ bớt cực khổ? Sau này lớn lên luôn làm bác sĩ. Vì sao? Tại vì làm bác sĩ để chữa bệnh cho chị. Chữa bệnh cho chị, rồi lấy tiền để nuôi ba mẹ nữa đúng không? Dạ đúng. Đúng. Sao mình lại có cái suy nghĩ là phải chữa bệnh cho chị? Tại vì chị con bị bệnh. Ừ, con thấy chị của con đau rồi bị bệnh nữa, con có thương nhiều không? Có. Thương sao, kể cho chú nghe với. Chị con có mỗi lần bị giật, con thấy chị con rất thuốc, rồi con lộn lên cho chị. Ừ. Cái có mỗi lần chị thấy giật là chị con giật là con ôm. Ừ. Chú nghe nói là con cứ than phiền với mọi người mỗi khi mẹ đi bán, là mẹ gặp mấy chú cứ kể là cái câu chuyện trong phim, mà kể cái câu chuyện là nhặt được bé ở đâu rồi tên gì á. Rồi con có nghe, con có cảm thấy con buồn không? Không. Vì sao? Tại vì cái đó là người ta nói vậy thôi, đùa thôi chứ không có nói thiệt. Người ta chỉ nói đùa thôi đúng không? Nên người ta đâu bao giờ nói thiệt. Nhưng mà con thấy mẹ mình có thương mình không? Thương sao? Thương mẹ con bao giờ đâu có quánh con. Nên bữa trước con còn bóp lưng cho mẹ nữa. Ừ, nên thành thử á, là người ta là con gơ, con lượm á, là người ta không có thương, hiểu không? Còn mà chỉ có là mẹ ruột đồ mới thương thôi, chứ Bảo Ấn đừng nghe rằng người ta nó hỏi vậy rồi cái mình buồn nha. Đúng không? Dạ, đúng. Con có thường nói với mẹ là mẹ phải cho con thường đi chùa không? Cho đi chùa con có thấy vui không? Vui. Vui sao? Con được gặp Phật. Ừ, con được gặp Phật. Gặp Phật ở trong chùa có mấy người đâu có bằng cái ở công viên thiếu nhi đâu mà sao vui? Công viên thiếu nhi ở xa lắm. Ừ. Ba con không có chở con đi được. Giữa công viên thiếu nhi và chùa thì con sẽ thích đi chỗ nào hơn? Dạ con thích đi chùa. Thích đi chùa hơn vì con được gặp Phật. Rồi thôi, nói chuyện nghe dễ thương ghê ha anh. Đúng rồi. À, bây giờ ngày hôm nay là gia đình của Bảo Ấn là ăn cơm với gì? Dạ con ăn cơm với cá với trứng vịt. Cá với trứng vịt. Có khi nào là đòi mẹ mua thịt ăn không? Dạ có, mỗi lần ba con đi bắt cá về lấy thịt ăn. Bắt cá, bán cá lấy tiền, đổi tiền lấy thịt đúng không? Bây giờ hiện nay thì gia đình của mình nghèo lắm, ba thì phải đi bắt cá, còn mẹ thì phải đi bán vé số. Vì Bảo Ấn có cái ước muốn gì á cho ba với mẹ mình đỡ cực khổ hơn không? Con chỉ ước cho ba mẹ giàu có thôi. Giàu có là cỡ là sao? Nhà tự, nhà lầu, xe hơi. Trời, ước gì đâu ít chứ vậy. Ước nhà lầu, xe hơi luôn hả? Có khiêm tốn như vậy. Vì sao lại ước như vậy? Tại vì cho ba mẹ con bớt khổ. Con có ước cho con không? Sao sao? Con chỉ ước là cho ba mẹ được nuôi dưỡng con từ nhỏ tới lớn. Thì con không ước, ba mẹ vẫn nuôi dưỡng con à? Con ước là con được đi ba mẹ, con thương ba mẹ. Ừ, con thương ba mẹ. Con ước có đồ mới để ba mẹ khỏi có nhà lầu xe hơi không? Con ước là cho mẹ con có nhiều đồ mới. Ờ, khôn ghê không? Sao con không ước gì cho con hết vậy? Không cần phải không? Con có rồi. Con có rồi, con không cần thêm nữa đúng không? Ờ, chỉ ước cho ba với mẹ thôi. Ờ, quay lại mình cuộc sống mình tí xíu. Chị nói là ngày mà chị bán bao nhiêu tờ vé số? Em bán 200 mấy. 200 mấy? 250. Còn anh? Có bữa chồng em đi mằng, còn có bữa thì người ta không kêu, thì chồng em ở nhà giữ bé đi học nè. Dưới nhỏ bệnh á. Đủ xoay sở cuộc sống trong gia đình không chị? Chứ không biết sao hơn giờ. Yeah. Thì nó cứ quần quật vậy đó. Yeah. Mình về đây được bao nhiêu năm rồi? Em về đây được 5 năm rồi. 5 năm rồi? Yeah. Ừ, chị về đây là bán vé số trước đây thì đi với ba để mà đặt... Không, em ở nhà em giữ nhỏ bệnh á. Vậy hả? Dạ. Con gái bệnh của chị đâu? Nó trong nhà nội á, nó ngủ. Ngủ rồi hả? Chắc có lẽ là những lần sau khi mà ghé thăm á thì
Bùi Hồ cũng như là anh trao niềm vui sẽ quay cho cô bác anh chị biết về cái bé lớn chị của Bảo Ấn là bị bệnh gì vậy chị? Nó bị động kinh. Nó bị động kinh rồi hả? Nó bị tỷ khô gì đó bác sĩ nói. Khô tỷ? Nhiều lắm, không đủ chứng bệnh cho em. Ngôi nhà của mình là cắt bao lâu rồi? Nhà này là em xin từ thiện. Còn cái nền này là em mượn. Mượn? Dạ. Cái nền là chưa được lót gạch luôn nha. Mượn là sao? Em mượn của bà chị đây nè, bà bán cho em là 20 triệu. Nhưng mà một tháng á, em mất tiền em trả lần nhiều á. Để xử thì em có dư á, thì em trả 1 triệu. Em không dư thì thôi, em trả lần từ từ. Mà bây giờ còn thiếu không? Còn. Nhiều. Em còn thiếu thinh, em mà mới trả con triệu. Cái nền này là mượn tiền người ta xây chứ không phải là mượn cái nền đúng không? Mượn cái nền. Đất nền này là đất của ai? Của bà chị. Đất của bà chị là bán hay là cho mượn? Bán. Có nghĩa là chị mua cái nền này 20 triệu. Dạ. Đúng không? Rồi mỗi người có tiền thì trả. Trả từ từ. Có nghĩa là coi như mình mua thiếu. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là mượn. Dạ. Nên là nữ hỏi phải cho hỏi rõ. Dạ, còn cái nhà này thì của mấy chú hàng xóm á. Người xin cho miên cái nhà, còn người thì cho tiền em mua cái gạch, cái xi măng, rồi người cho tiền em đi câu điện này nọ rồi đó. Chứ em không có, thật sự là con em bệnh là không còn gì hết á. Thật ra thì chắc có lẽ là có sự thử thách từ ông trời hay sao á. Chứ nhà không có ở mà nuôi thêm hai đứa con, một đứa bị bệnh rồi một đứa con phải đem về lại có sức khỏe yếu nữa. Thì để mà vượt qua thì nó không đơn giản giống như mà những lời tâm sự của chị nói đúng không chị? Dạ. Cái nền này là mượn 20 triệu chưa có tiền trả? Chưa trả ngày nào, chứ trả được có 1 triệu à. 1 triệu đó là hồi bữa hổm cái chú đi mặn ở trong chổng á. Chồng em mặn á, dư ra được 1 triệu rồi xong rồi em trả luôn. Em thấy mấy năm mà chưa vậy trả. Vậy còn thiếu 19 triệu ha. Chị cho em đi tham quan vòng vòng tí xíu được không? Dạ được á. Đây là ngôi nhà của chị. Chị tên gì em quên mất tiêu rồi. Em tên Tuyền. Chị Tuyền. Ở tôn này cũng lâu nên này là tôn này chấp phá vô là do là sinh đúng không chị? Tôn người ta cho, còn ở trên tôn, ở trên đó là người ta cho tiền em mua. Người ta chỉ cho cây em cắt thôi. Tôn này là sinh tôn cũ của người ta nè. Đúng không? Dạ. Còn cây thì người ta cho. Nhà từ thiện nó cho miên cái nhà. Đúng rồi. Hôm nay mình ăn cơm gì hả chị Tuyền? Em không biết nữa, mới nãy chồng em đi làm về, chồng em nấu đồ ăn, không biết nấu ăn cái gì. Chồng nấu cho ăn hả? Cho em dở ra được không? Dạ được. Nước mắm. Cái này là thịt gà kokagi hay sao? Dạ, ở trong chổng ta bằng đám người ta cho. Người ta đám, người ta cho, dạ. Ở đây là cái nhà vệ sinh đúng không? Dạ. Cho em mở cái coi này cái thôi. Nhà vệ sinh cũng rất là tạm bợ. Nhưng mà em không có nhà vệ sinh. Chỉ đây chỉ là nhà tắm thôi mà. Còn nhà vệ sinh em đi ké không về chồng ké. Em nhà vệ sinh là đi ké hả? Dạ. Ké bên nội. Ở trời ơi. Nội của Bảo Ánh. Dạ. Là mình không có kinh phí để xây nhà vệ sinh thì sao? Dạ không. Không có đào hố ga được đúng không? Đào được nhưng mà không có tiền. Không có tiền đào. Ở đây có cái tủ nhỏ nhỏ xíu xíu à. Tủ này của người ta cho mà. Nói chung này không có gì. Người ta cho. Tủ này chắc cũng người ta cho luôn hả? Dạ. Dạ cũ. Cái nơi trang nghiêm nhất đó chính là những cái hình cái trang của, thờ. Cái này của em đi thỉnh về. Dạ. Cái mấy cái thờ Phật. Cái này là thỉnh về hả chị? Dạ, em thỉnh. Cái tủ về. Này là tủ này của ông già chồng. Là nơi thờ chứ ông nơi thờ đó. Nên dạ. Là làm cái tủ thờ luôn. Đây của ông già chồng cho. Dạ. Còn Bùi Hồ phát hiện ra Bảo Ánh học giỏi luôn nha. Dạ. Có giấy khen thằng Hoàng nha. Bé trông ngoan ha. Đáng. Đây là cái không gian ngủ của mình hả chị? Dạ. Là nguyên nhà bốn người vô đây. Dạ. Ngủ ở dưới gạch luôn, không có. Ủa ở dưới em thấy lót cái miếng gì á? Cái miếng cái tấm nệm mỏng mỏng để ngủ á. Không có một cái tủ quần áo luôn hả chị ha? Dạ không. Nóng quá thì ở trên này chị che một cái tấm dạ đúng rồi. Vải. Dạ. Rồi nói chung là ngôi nhà này thì để im vẫn sử dụng được, có những cái thứ còn mới, còn những cái vách thì nó cũng cũ. Để biết sao nhưng che cái đó là để cho là đừng có bụi xuống á. Tại nhà này nó cũng lâu có bị mọt ăn à. Dạ. Ồ cái chỗ ngủ nè. Không có cái sào đồ luôn ha. Sào đồ bằng cái cây. Dạ cái cây này vài bữa chắc nó gãy luôn á. Gãy. Ai có bác anh chị. Có những cái tấm tôn màu sậm so với những cái tấm tôn màu sáng á là do là việc sinh rồi chấp vá với nhau á. Cái phần mái dạ. Ở trên thì cũng người ta xin cho luôn. Cho không à.
có trên đó. Thấy Bảo Ấn cười cái mấy chú tự nhiên cái vui lây luôn. Vui lây luôn. Hả? Thấy Bảo Ấn cười mấy chú vui lây luôn nè. Sao mà đẹp gái vậy? Sao? Sao? Mà hát hay lắm à. Hát hay lắm à. Hát hay lắm hả Bảo? Hát hay lắm. Đâu hát thử thôi. Hát bài coi. Chú bà đợi coi. Ba giây, chưa từ từ, đợi chú tí. Giới thiệu từ từ ha. Con tên gì rồi con xin hát tặng cho ông bà cô chú bài gì đó. Rồi, con tên giới thiệu đàng hoàng. Dạ, con tên Phan Thị Bảo Ấn, bữa nay con 6 tuổi. Con tặng cho cô chú một bài. Bài gì giới thiệu luôn? Dạ, con hát bài Chú Bộ Đội. Chú Bộ Đội. Rồi, mơ bé Bảo Ấn. Chú bộ đội hào hứng trong mưa rơi, lập bập, áo dù có ướt, vẫn đi, đường ra mặt chặn còn dài, chớ dù mưa rơi, chú vẫn đi tới, chú đi trong đêm, đông đen sao đỏ, như ngọn đèn nhỏ, soi đường hào quân, tác giả Vũ Vị Hương. Hát xong nói tác giả luôn trời. Hay quá, thật ra là cô dạy đúng không? Mà học được nhiều bài giống vậy không? Thuộc mấy bài? Ừ. Con chỉ thuộc bài Chú Bộ Đội. Có thuộc bài nào về mẹ không? Dạ có. Đâu nè, hát về mẹ chú nghe. Mẹ ơi, con biết con thương mẹ nhiều. Cười ôm mẹ và cười thật to. Mẹ ơi, con biết con thương mẹ. Con thương mẹ nhiều. Cười ôm mẹ và cười thật to. Mẹ ơi, con biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn, có mẹ kề bên. Hết chưa? Ê, các chú lo cầm cái máy không có vỗ tay được. Ủa nhưng trời. Mà hát hay lắm nha. Hay nha. Bây giờ mẹ hôn mẹ cái đi, cho mẹ vui, mẹ đi bán cực khổ quá. Hôn cái nữa chú không chưa thấy. Hôn chậm thôi. Giỏi ta, mẹ thơm nắng quá hả? Hả? Mẹ hôi nắng quá hay là thơm nắng? Mà cho chú hỏi nè, mẹ với ba Bảo Ấn thương ai nhiều hả? Dạ, con thương cả gia đình. Thương cả gia đình. Ai cũng bằng nhau hết ha. Vậy làm chú mới thấy là mẹ là thơm nắng hay là hôi nắng? Con nghĩ thấy mùi thơm, con thấy thơm thôi. Thơm? Con nghĩ tới mùi thơm là con thấy thơm thôi à. Cho dù mẹ có đi nắng hay gì, con cũng nghĩ tới mùi thơm là hôn mẹ là sẽ thơm. Sao mà nịnh quá trời luôn à. Nịnh mẹ hay là tại vì thương thật lòng? Dạ, con thương thật lòng. Có thương thật lòng chứ không phải nịnh rất là dễ thương thôi cô bác anh chị. Chị thắt bím đuôi sam cho bé hay ai thắt á? Ba thắt, ba nhà chứ sáng á, ba chưa đi làm. Ba thắt cho Bảo Ấn hả? Bảo Ấn thích thắt vậy hay sao? Con thích cuộc đi dài với lại con thích thắt bím. Thắt bím tóc đuôi sam. Không phải. Thắt bím bình thường. Thắt bím bình thường. Em rất là kiểu là em rất là phục cái tấm lòng Bồ Tát của chị đã dành tình thương cho bé Bảo Ấn, cũng như là vượt qua những cái nghịch cảnh để mà đem bé về đây nuôi tận đến thời điểm bây giờ. Hữu duyên thì ngày hôm nay em gặp chị. Hai anh em á thì cũng muốn là ủng hộ cho chị vé số, nhưng mà bây giờ chị thì gửi giấy số cho người ta rồi, nên là nữ là không có ủng hộ, chắc ngày hôm không khác. Và Bùi Hồ sẽ hứa là nếu như hữu duyên á thì sẽ thường xuyên thăm lại gia đình, để một phần nào đó gia đình bớt những cái khó khăn, nhất là cái số nợ, cái số tiền còn lại là khoảng 19 triệu mượn tiền để mà xây nên một cái nhà như thế này để về đây ở để mà sinh sống qua ngày. Ngày hôm nay á thì chú đến đây chủ yếu là quay phim chơi thôi. Nói bé Bảo Ấn là trên kia xa nữa kìa, chứ không phải bé Bảo Ấn này đây. Này đâu, Bảo Ấn này là con ruột của mẹ nè ha. Con là con ruột của mẹ, còn kể chuyện kia là giống như mình coi phim Doraemon, coi phim hoạt hình vậy thôi, hiểu không? Ngày hôm nay em đến đây thì em thay mặt cho bà Hiền ở Mỹ gửi cho chị 1 triệu đồng để xoay sở trong cuộc sống ha. Dạ. Rồi có duyên thì em sẽ thường xuyên, em với anh Tấm sẽ thường xuyên liên hệ với gia đình của mình. Dạ, em cảm ơn bà Hiền ở Mỹ. Em cảm ơn chị Hiền. Dạ, bà chị lớn rồi. Em cảm ơn bà Hiền. Dạ. Ở bên Mỹ. Cũng mong đỡ cho vợ chồng em. Cũng mong là với cái tấm lòng Bồ Tát của chị, với sự yêu thương của chị dành cho bé như thế này, nếu như mà không có chị á thì không biết thì bé như thế nào nữa. Có những cái hội lị đằng sau nhiều lắm.
nhưng mà đâu đó cũng là hữu duyên tình mẹ con. Biết đâu có duyên từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên là nữ là mới được như vậy. Thôi em chúc cho gia đình mình, chúc cho luôn có sức khỏe dồi dào nè, ăn nên càng ngày ăn nên làm ra ha. Rồi chắc có lẽ là ngày nào đó thì em sẽ lên thăm ông ngoại của bé Ấn ở trên kia luôn, để biết được cái cuộc sống thực tại. Còn bây giờ thì xin chào hai anh em, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video lúc sau. Dạ, bye bye. Cảm ơn bà Hiền đi. Cảm ơn bà Hiền. Dạ, cảm ơn bà Hiền. Rồi có chúc bà gì không? Đấy, được rồi, bye bye. Bye bye luôn.